Ambasola nha mọi người ơi, hai lịch Ambasola hai lịch cho em. Con này nó có nó thiếu cái hộp thôi, ngoài ra nó mới hết nha mọi người ơi. Đó, nó chỉ thêm một cuốn sổ tag Amba nữa. Sam sẽ đo và ghi gõ trên phần tiêu đề cho mình. Mình mua những cái con năng lượng như thế này thì mình xài mình không cần phải thay pin. Mình chỉ cần để những cái nơi mà có ánh sáng ban ngày hoặc trong phòng sáng. Đó là ok. Đó, không đóng kính tủ hoặc là đóng hộp kính lại là được. Đó, em bán con này với giá 350 vỏ thép đúc nha mọi người. Đây, ở đằng sau nè. Sử dụng bộ máy V158 nha. Japan nha, hàng anh ba, em thanh lý một, em đấu về một lô nguyên của nó. Đó, em bán 350 quá rẻ rề luôn nha mọi người ơi. Mua inbox cho em nha, hoặc gọi điện thoại cho bên em. Thời gian check đơn của bên em là từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối. Hoặc inbox qua Zalo, hoặc inbox qua SM.